sẽ qua thôi mà. À, Phong à, phần này của cậu nè, cậu từ từ ngửi đi. Cảm ơn bác. À, không có gì đâu. À, thôi. Chào buổi sáng ông chú. Chào buổi sáng chú. Chú ông chú ngày đầu đi làm nhiều điều thuận lợi, công việc làm hoài không hết. Wow, hay lắm. Cảm ơn nhiều nha. Anh xem em nhận được quà nè. Món quà đó là con với Thanh An đi chọn đó, mong là chú sẽ thích. Mấy đứa tặng gì thì chú cũng thích hết đó. Dân à, lì xì đi làm nè. Ngày đầu đi làm, chú em nhiều điều thuận lợi nha. Cảm ơn hai nhiều. Cảm ơn anh. Chú Nhân, con cũng chúc chú làm việc thuận lợi, cố lên. Được rồi, con lo giữ sức đi. Thiệt tình cảm ơn mọi người nha. Nhưng mà thật ra mọi người không cần phải làm long trọng vậy đâu. Làm em cảm thấy hình như là em lớn từng này rồi, lần đầu tiên đi làm vậy. Thực ra đi làm là chuyện mà mỗi một người nên làm khi chưa tới tuổi nghỉ hưu hay là chưa hề phát tài. Cho nên con không hiểu tại sao mọi người lại phải lì xì vừa tặng quà làm quá như vậy. Diệt Thủy à, chú của con á, chịu đàng hoàng nghiêm túc tìm công việc cố định để làm rồi. Con nói coi có phải là chuyện đáng mừng hay không? Phải rồi, nói tới mới hỏi. Chú ơi, công ty nào tuyển chú vậy? Là tòa soạn báo hay là công ty chế tác? Sao mà mời nổi nhiếp ảnh gia nổi cộm như chú? Ông chú từng lấy giải thưởng quốc tế, chắc chắn là công ty lớn mời ông chú rồi. Anh hai à, nói thì nói chứ, chút nữa cho em quá gian đi làm luôn nha. Thôi đương nhiên là được rồi. Công ty chú ở gần Tâm Bảo Đồ hả? Quanh công ty con hình như không có tiệm chụp hình. Quanh công ty con thì không có, nhưng mà công ty con thì có mà. Cái gì? Chú vào Tâm Bảo Đồ làm việc? Trong công ty ai tuyển chú, sao con không biết gì hết? Nè, chính xác mà nói thì không phải là Tâm Bảo Đồ tuyển chú vào, mà là tập đoàn Tiếp Long tuyển chú vào. Nhưng mà tạm thời chỉ có phòng của con là cần có thợ chụp hình thôi. Có lộn không vậy? Sao chú không nói cho mọi người biết sớm hơn? Chú có nghĩ tới cảm nhận của mọi người không? Mọi người đều biết hết rồi mà. Là con không quan tâm chú của mình nên con không có hỏi đó thôi. Thôi vậy đi chú ơi, chút nữa chú đi làm hỏi xem nếu chú xin nghỉ thì phải xin trước bao lâu, hay là chú vừa tới nơi thì đưa đơn thôi việc luôn sẽ hay hơn ha. Gì vậy? Tụi con biết chắc sau khi dì biết được chuyện sẽ có phản ứng như vậy, cho nên trước đó tụi con mới giấu gì đó. Ai giờ mọi người không cho con chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý hết, con quá đáng vậy không? Còn nói là người nhà. Thôi bỏ đi, để con gọi điện cho Rebecca hỏi cổ xem rốt cuộc chú cần đưa đơn xin nghỉ trước bao nhiêu ngày mới được. Ai không được, thôi hay là hôm nay chú không đi làm luôn đi. Nè, nè, Rebecca nào vậy? Phó phỏng nhân sự đó, lúc phỏng vấn chắc chắn chú đã từng gặp qua. Nè, chú đâu có đi phỏng vấn đâu. Là chủ tịch tập đoàn của con, ông Long mời chú về làm mà. Hả? Chú nói cái gì? Ông Đại Long mời chú về làm? Phải đó. Khùng điên, sao có thể như vậy? Chú lấy hợp đồng con coi. Ok, nè. Nè. Không lý nào ông Đại Long lại mời chú về làm hết. Ừ. Sao ông Đại Long lại mời chú về làm? Sao chú lại quen với ổng? À, có thể là lần trước chú chụp hình làm phỏng vấn cho ổng, ổng thấy chú chụp hình đẹp, vậy nên ổng mới kêu chú vào công ty làm việc đó. Dược Thủy à, sao mặt của con giống như là không muốn chú vào làm đồng nghiệp của con vậy? Tất nhiên. Không phải rồi. Vậy là tốt rồi. Sau này hai chú cháu có thể cùng nhau đi làm, hai người giúp đỡ lẫn nhau, tốt quá rồi còn gì. Phải đó. Mời ông ngoại ăn sáng, mời ông chú ăn sáng. À chú ơi, chú có thấy nóng không? Có cần mở máy lạnh không chú? Không nóng mà. Ê, thời tiết này còn mở máy lạnh, không có cần đâu. Thì đó. À chú ơi, chú với ông ấy quen thân như vậy, không biết có từng nhắc tới chuyện coi là cháu gái chú hay không? Thật ra chú với ông Long cũng không có thân lắm đâu, cũng chưa có nói chuyện với nhau nhiều. Bộ chú phải nói với ổng chuyện con là cháu gái của chú hả? Cũng không cần lắm, nhưng nếu chú có cơ hội nhắc tới với ổng thì cũng ok. Nhật Thủy nè, nhưng lúc này còn chưa tới công ty, hay con giới thiệu sơ lược cho chú tình hình của công ty con đi. Phải ha. Mất công chút nữa chú không biết rồi gây họa nữa, mất công hại con luôn. Nè, bộ phận của chúng ta tên là Tầm Bảo Đồ. Tuy là chính miệng của ông Đại Long nói là muốn phát triển bộ phận này lắm, nhưng nói thật là ai cũng xem thường tụi con sẽ không làm được lâu. Tại vì tụi con có một bà sếp dở lắm. Ê, dở tới mức nào? Nói chú nghe coi. Chú đừng nóng vội như vậy. Nè, chỉ bằng vài ba câu sẽ rất khó giải thích hết mối quan hệ nhân sự phức tạp trong Quy Long cho chú hiểu được. Nhưng mà quan trọng nhất là chú phải nhớ rõ mặt mũi của mấy trâu quỷ rắn thần này. Trâu quỷ rắn thần? Nè, đây chính là Long Lực Sĩ. Ảnh chính là con trai lớn của vợ hai với ông Đại Long, là chủ tịch hành chính của Quy Long. Ảnh làm gì thì luôn tận tâm tận lực hết, vậy nên mới chính là con trâu. Nữ nhân viên trong toàn công ty đều coi ảnh là đối tượng tiềm năng. Nè, còn đây chính là cô hai Long Lực Liên. Cô này chính là người dài nhất trong số tất cả những người con của ông Đại Long đó. Vừa nhìn thì đã biết cổ là quỷ rồi. Làm việc khó chịu, khắc khe, ích kỷ, nhỏ nhen, còn không nói lý lẽ. Đã vậy còn ghét người nào đẹp hơn cổ nữa. Vậy nên chú có thể đắc tội bất cứ ai chứ đừng đắc tội với cổ. Ờ,
Nè, con người này là Long Lực Dương, là em trai ruột của Long Lực Liên, điển hình của tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. À không, ảnh là ngu luôn mới đúng. Con người ảnh thì chẳng có gì đặc biệt, cả chí cổ tiến cũng không có, nên lúc nào ảnh cũng tranh thủ làm biến. Nên đó là rắn đúng không? Ừ, chính xác. Đây, người này đây, Cao Bách Phi, cổ chính là giám đốc phòng tầm bảo đồ của chúng ta, chính cổ giành mất chức của con đó. Sao cổ có thể ngồi vị trí đó chứ? Vì cổ là thần. Thần? Ừ, tại vì ông Đại Long cho rằng cổ là ngôi sao may mắn của ổng. Còn nữa nha, cả công ty con còn đang đồn đại mối quan hệ giữa cổ với ông Đại Long, cho nên cổ mới có thể từ đâu rớt xuống ngồi vị trí đó. Sao vậy, chú quen cổ hả? Ừ, có thể nói là vậy, hồi trước từng gặp qua thôi. Ôi, vậy chú rất mau sẽ biết được cô vợ tới mức nào. Chị David. Nè, sao hôm nay ai cũng coi trọng bề ngoài quá vậy? Chị quên rồi hả? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nhiếp ảnh gia mới do ông Đại Long mời về. Anh ghê gớm lắm hả? Đẹp trai lắm hả? Đẹp trai hay không thì tôi không biết, nhưng mà hình ảnh chụp đẹp lắm đó, cô xem nè. Ý, đây không phải quảng cáo mà chúng ta thấy trên đường hôm trước hay sao? Ảnh chụp hả? Tôi thích phong cách chụp hình của ảnh ghê đó nha. Nhìn hình của ảnh chụp á, chắc ảnh là người rất tài hoa và rất lãng mạn. Chà, có thể khiến cô David bỏ dở bữa ăn mà ngồi xem hình. Anh nhiếp ảnh gia này cũng tài giỏi lắm đó. Vậy phù hợp hết điều kiện của cô, vừa tài hoa vừa lãng mạn vừa hài hước đó. Cô thử đó xem anh có vợ chưa. Cô nói đi đâu vậy? Tôi ngưỡng mộ tác phẩm của anh thôi mà. Tôi thấy cô còn ngưỡng mộ con người anh nữa kìa. Tôi phải đi vệ sinh đã. Con mua xong cà phê, sẽ cùng chú lên tầm bảo đồ. Ok. Cô Mary. Ê, đồng nghiệp của con hả? Hầu Thái Hưng. Ồ, thư ký của sếp con, người mà làm việc thường hay thiếu sót và chậm chạp hơn người khác. Phải đó, để con giới thiệu cho chú làm quen. Hưng Hưng, cô Mary. Hả, người này là... Đây chính là nhiếp ảnh gia mà ông Đại Long mới tuyển về đó. À, chú ấy phụ trách về việc quay điện ảnh ngắn và chụp hình sản phẩm cho tầm bảo đồ. Hưng Hưng, chào anh. Tôi tên là Hùng Thụ Nhân. Ủa, anh cũng họ Hùng. Vậy sao hai người là... Chú của tôi. À, hẹn chi hai người cùng nhau đi làm. Ê, nè, cô David cũng ngồi đây ăn sáng đó. Mà cô vừa vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Ê, cô về rồi kìa, cô David kìa. Xin chào, xin chào. Xin chào cô. Đây chính là nhiếp ảnh gia do Đại Long mới tuyển về. Anh ấy họ Hùng, Hùng Thụ Nhân. Còn đây là giám đốc phòng tầm bảo đồ của chúng tôi, cô Cao Bách Phi. Chào cô. Anh Hùng đúng không? Đúng rồi. Xin lỗi nha, tôi nghe điện thoại chút. Alo, ông Dư hả? Phải đó. Xin lỗi cô, cô cầm ngược điện thoại rồi kìa. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Sao chú nói quen cổ? Nhìn phản ứng của cổ đâu có giống quen chú. Thì cũng bao nhiêu năm không gặp lại, cổ không nhớ chú thì có gì lạ đâu. Xin lỗi nha, không phải con nói đi mua cà phê hả? Xin lỗi nha. Ông Đại Long, làm tôi hết hồn, tự dưng ở đâu xuất hiện ra vậy? Xin lỗi. Nhà vệ sinh nữ bên kia kìa. Tôi không phải đi nhà vệ sinh, tôi có chuyện cần tìm ông đó. Có chuyện gì thì lên văn phòng tôi hãy nói. Không được, không được, không được. Chuyện này thực sự là vô cùng quan trọng, tôi phải nói ngay bây giờ. Tôi biết là ông tính sắp xếp như anh gia mới tuyển vào Hùng Thụ Nhân tới bộ phận tầm bảo đồ giúp tôi chụp hình, quay phim ngắn. Nhưng mà tôi không biết là ông sẽ tuyển người vào, nên trước đó tôi đã tuyển được người rồi. Vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng tôi không cần Hùng Thụ Nhân đó. À, hay là vậy đi, ông điều ảnh qua bộ phận khác làm đi. Bên Bách Quá Quy Long cũng cần người quay quảng cáo đó. Năm nay bên công ty Bách Quá không dự tính làm quảng cáo gì hết, không cần thiết. Hả? Ngoại trừ bên cô và bên công ty Bách Quá, chúng ta không còn chỗ nào có thể cho anh vào làm đâu. Vậy tôi làm sao ăn nói với những anh già mà tôi tuyển vào trước đó được đi? Làm người phải giữ chữ tín mà. Hay là vậy đi, ông đuổi việc Hùng Thụ Nhân. Hôm nay anh mới đi làm ngày đầu, chưa qua thời gian thử việc, không cần đền đâu. Không được, tôi vừa tuyển Hùng Thụ Nhân vào làm mới đó đã đuổi việc ảnh. Không lẽ cô phải giữ chữ tín còn tôi thì không sao? Vậy thôi cứ vậy đi. Không phải đâu ông Long, mà tôi cầu xin ông đó, ông nghe lời tôi nói đi. Thật ra chuyện này dễ dàng lắm, rất là được. Alo. Ông Long, điện thoại ông để ngự rồi nè. Chiều này hồi nãy tôi xài rồi, không được đâu. Trời, lại nữa rồi. Chắc là khi nãy chưa có đi hết. Có gì nói sau đi ha. Không được đâu, ông Long à. Ông Long. Lại nhà vệ sinh nam mà. Sau này xin mọi người chiếu cố cho tôi nha.
Cậu chiếu cố chúng tôi mới phải đó. Cậu là người do ông Long tuyển vào kia mà. Có gì nhớ giúp đỡ tụi nhỏ nghe. Chú Bảo à, đừng nói như vậy mà. Mọi người ở đây đều lãnh lương do ông Long trả thôi mà. Khai sao vậy quá. Thôi chú tự nhiên đi. Ở đây mọi người thoải mái lắm, con đi làm việc trước. Ok, tụi tôi cũng làm việc đây. Ok. Anh Nhân, anh ngồi đây nha. Cảm ơn cô nha Hân Hân. Anh có cần gì cứ lên tiếng nha. Cảm ơn. Ai cho anh ngồi đó vậy? Ha, còn ngồi lên mạng luôn sao? Sao vậy? Tính coi phim đen hả? Tất nhiên là không rồi. Tôi đang ngồi coi tài liệu của Tầm Bảo Đồ thôi. Nè, đây là nơi làm việc của nhân viên phòng Tầm Bảo Đồ. Anh chỉ làm thời vụ tới quay quảng cáo. Nơi này không có chỗ cho anh ngồi đâu. Còn nữa, Tầm Bảo Đồ chúng tôi rất coi trọng quy tắc. Không được đi trễ, không được nói chuyện điện thoại riêng, không được làm gì không liên quan tới công việc. Nếu anh chịu không nổi, có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào. Nhiều đó thôi hả? Ok. Anh Nhân, tôi nghĩ là anh nên xem qua những tài liệu này để hiểu rõ hơn về công ty chúng ta. Cảm ơn cô nhà Hân Hân. Mà nói thật nha, đây là lần đầu tiên tôi vào làm trong tập đoàn lớn như vậy đó. Hả? Nghĩa là anh chưa từng chính thức đi làm bao giờ hả? Ngày xưa tôi là phóng viên chụp hình tự do đó, lúc nào cũng đi đây đi đó. À, vậy thì có thể vừa làm việc vừa du lịch vòng quanh thế giới rồi. Ngưỡng mộ anh quá. Nói cũng phải. Nè, có dịp tôi sẽ đem những tấm hình ngày trước tôi chụp vô đây cho cô xem nha. À, được đó, được đó. Vậy anh xem từ từ nha. Cảm ơn cô nhà Hân Hân. Đừng nhúng nhích. Ha, vô duyên vô cớ dỗ dài đồng nghiệp nữ, có thể cấu thành tội quấy rối. Tôi có thể báo cảnh sát bắt anh rồi. Tôi Hân Hân, nói xem tôi có quấy rối cô không hả? Lần này là không ai tố cáo anh, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu. Wow, mọi người thường hay ăn vặt trong giờ làm việc vậy à? Phải đó, bên đại lý cho chúng tôi ăn thử đều là hàng mẫu. Đừng khách sáo, thích thì cứ ăn. Cảm ơn. Giơ tay lên. Ăn trộm đồ hả? Vật chứng đầy đủ, mau gọi bảo vệ đi. Nè nè, chú Bảo nói mấy món này là hàng mẫu có thể ăn được mà. Là họ nói anh có thể ăn tự nhiên, nhưng mà tôi không có nói mà. Mấy thứ này á đều là tài sản của công ty. Tôi nói anh không được ăn là không được ăn. Cô David à, cho cơ hội đi. Tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám. Tôi xin lỗi. Tôi đâu có nói mọi người đâu. Tôi chỉ nói là anh không được ăn thôi. David, chú ấy không biết quy định thôi. Cô đừng có trách chú ấy ha. Ha, có người giúp anh đó. Anh cẩn thận. Cô Mary, cô có thấy là cô David cứ nhắm vào anh Nhân không vậy? Chắc là vì đó là chú của tôi. Là tôi đã hại chú rồi. Phải rồi anh Nhân. Anh chụp hình giỏi vậy, có thể chỉ chúng tôi vài chiêu chụp thế nào để nhìn mặt thon hơn không? Anh Nhân, có phải ngước mặt lên góc 45 độ là đẹp anh Nhân nhất không? Hay là anh chỉ tụi tôi chụp đi? Được mà, để tôi chụp cho mọi người một tấm trước, rồi từ từ chỉ cho mọi người có được không? Được đó. Qua đây đi. Nhìn vào đây. Helen, quay mặt qua bên trái một chút, nghiêng mặt hả? Một chút sẽ đẹp hơn. Rồi, coi đi. Đẹp quá đi. Anh Nhân chỉ chúng tôi chụp hình tự sướng đi. Okay. Anh Nhân nói chỉ tụi tôi thôi mà. Sao cô gấp gáp quá vậy? Cô nay gấp gáp hả? Anh Nhân còn chưa lên tiếng thì cô ý kiến gì chứ? Cô là gì của anh? Thì bình thường chú của tôi cũng bận lắm đó. Là chú hả? Rebecca gấp tới như vậy, sao tôi có thể không lên tiếng chứ? Anh Nhân là chú của cô. Phải đó, Dược Thủy là cháu gái của tôi thật đó. Còn nữa nha, chú của tôi còn là người do chính ông Đại Long tuyển vào để giúp Tầm Bảo Đồ của chúng tôi chụp hình đó. Còn Mary thì sướng rồi, có người chú điển trai như vậy. Gen Z truyền gia đình thì biết làm sao được. Nam thì điển trai, nữ thì đẹp gái. Cô muốn cũng không được đâu. Bình còn nói đúng không? Bình thường thôi, không hẳn gì đâu. Đừng có chụp hình đẹp cho cổ. Thôi đừng mà, chụp thêm tấm đi. Cô David nè, sao tôi thấy có vẻ cô không thích anh Nhân cho lắm vậy? Tướng ta thì xấu xí, mặt mũi thì xấu trai, anh nhìn thấy cũng không thích. Nhưng hình như cả công ty chỉ có cô thấy không thích ảnh thôi. Tóm lại, cô nhớ cẩn thận con người đó nha. Mấy chục tuổi rồi vẫn còn giả bộ lãng tử, chắc chắn không phải người tốt, y như Tây Môn Khánh vậy. Cái gì Tây Môn Khánh chứ? Để tôi quạt cho. Quá nha. Tôi muốn chụp hình với anh. Cô sẵn sàng, nào chụp nha. Anh Nhân ơi, tôi cũng muốn. Cô cũng muốn hả? Tôi cũng muốn. Đẹp, mấy người bao chụp đi. Ôi, thấy mọi người vui như vậy, chúng ta cùng nhau chụp chung tấm hình nha. Được. Nè, Tiểu Nhị. Dạ, khách quan không biết có thể giúp gì được cho anh. Nè,
anh chụp dùng tôi tấm hình chung với đám đại mỹ nhân này nha. À được. Nào 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 nào, qua đi qua đi. Được rồi. Tạo dáng đẹp chút nào. Rồi, chuẩn bị nha. Ok chưa? Ok. Xin lỗi, thật đáng sợ đó. Biết sợ rồi hả? Phải đó, tôi là sợ cô đó David à. Sao lại sợ tôi hả? Hình như cô bị ảo giác đó. Hay cô đi bác sĩ khám đi. Ha, sô-cô-la tình nhân nhãn hiệu Bạch Bạch Tuyết này, tôi nghĩ nên quảng cáo bằng câu chuyện mối tình đầu. Mọi người có ý tưởng gì hay không? Ừ, tôi có. Nhắc tới tình đầu thiệt tình rất lãng mạn, rất lãng mạn. Thật ra hướng đi lãng mạn là đúng rồi. Hay là chúng ta xem thử xem mọi người có suy nghĩ gì không? Tôi cho là lãng mạn có thể rất đơn giản thôi. Một cặp tình nhân ngồi trên bãi cỏ ngắm sao trên trời. À, đủ rồi, không được hát nữa. Chiêu này của anh cũ quá rồi, không hợp với phong cách của Tầm Bảo Đồ chúng tôi đâu. Biết. À, tôi biết rồi. Cô David nè, cô doanh nhân hồi trước có phải là cô? Thì ra lần trước cô kể tôi nghe chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm chính là cô. Cô có thể nhỏ tiếng hơn không? Cô có thể không nhắc được không? Thì ra cô vẫn chưa bỏ qua mọi chuyện hả? Khi nãy cô phản ứng mạnh vậy, có phải năm đó anh Nhân đá cô hay là đã làm chuyện gì có lỗi với cô hay không, khiến cho cô rất tức giận, nên giờ chuyện gì cô cũng phải chống đối lại với anh. Cô có thể ngưng nói có được hay không? Sao nhìn anh Nhân ảnh không có phản ứng gì hết vậy? Hay là vì ảnh đã không còn để trong lòng chuyện giữa cô và ảnh rồi? Chính vì vậy ảnh mới đáng ghét đó. Khi nãy anh mang chuyện ngày xưa của tụi tôi coi như chiêu thức để bán hàng đó. Vậy đúng là có hơi quá đáng thì phải đó. Ảnh lúc trước tóm lại á, chuyện giữa tôi với ảnh á, cô tuyệt đối không được nói với người khác. Ok, yên tâm đi, tôi sẽ không nói câu nào đâu. Dù họ hỏi thế nào tôi cũng không nói đâu. Vậy tôi ra ngoài trước nha. Go. Las Vegas. Yeah. Thật ra thì có ai từng nói là cô rất dễ thương không? Mặt mũi vậy anh cũng thấy thương hả? Dễ thương lắm. Khùng quá. Dễ thương hả? Hay là cô lấy tôi nha. Anh nói cái gì vậy? Chúng ta mới quen nhau có một tuần thôi mà. Thì sao chứ? Khùng quá. Anh yêu em, lấy anh nha. Nè, là anh nói muốn lấy tôi đó nha. Anh hùng thủ nhân muốn lấy cao bên vì xin lỗi. Hay là chúng ta coi như tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì nha. Chúng ta làm lại bạn bè thì tốt hơn. Tôi biết cô nhận ra tôi mà. Cao Bách Phi Phàm An. Ấy à. Đi vệ sinh hả? Đi lên lầu đi nha. Vừa mới bước ra ngoài lại giả bộ đi vào lại. Có gì thì tới lúc họp hẳn nói được không? Có chuyện gì thì 10 phút sau lên sân thượng nói. Đứng lại đó, đừng bước qua đây. Muốn nói gì thì nói qua điện thoại đi. Tôi không ngờ cô vẫn để trong lòng chuyện hồi trước của chúng ta. Cũng như anh nói vậy,
coi như chuyện giữa tôi và anh nghệ sư chưa từng xảy ra. Tôi cũng không muốn để người ta biết quá khứ của tôi với anh. Vậy alo, alo, dám cúp máy hả? Vậy nghĩa là cô còn nhớ tôi rồi. Rõ ràng là cô còn nhớ, sao lại giả bộ không quen tôi vậy? Gì mà giả bộ không quen, tôi thật sự không nhớ gì hết á. Cho tới khi nãy trong cuộc họp anh đã dùng chuyện nghệ sư của chúng ta coi như chiêu để đem bán nên tôi mới nhớ lại thôi. Tôi cứ tưởng là cô đã quên tôi rồi chứ, nên tôi mới nhắc lại chuyện ngày xưa của tôi với cô thôi. Có cần phản ứng lớn vậy không? Gì mà phản ứng lớn, tôi chỉ là không thích bị người ta mang chuyện quá khứ của tôi coi như chiêu mà đem bán thôi. Nói tóm lại, tôi không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta, ok? Hiểu chưa? Hiểu. Nhưng mà tôi cảm thấy hình như là Hân Hân đã biết chuyện gì giữa chúng ta rồi. Nè, tôi thì không nói ra, vậy nghĩa là cô nói ra rồi. Tóm lại, anh không được quyền nói. Anh nói ra thì giống như đang tiêu bao ký ức của tôi vậy. Tôi không chấp nhận được. Ok. Nhưng thật ra bao nhiêu năm qua, đáng lẽ tôi phải đích thân nói với cô một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không cần xin lỗi, tôi không quan tâm chút nào. Anh có thể để nó qua đi, không cần để trong lòng đâu, ok? Nếu cô có thể để nó qua đi thì tôi cũng có thể. Còn nữa, anh đừng tưởng tôi nhầm vào anh. Tôi cũng chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Từ bây giờ trở đi á, mối quan hệ giữa tôi với anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không có gì khác. Vậy nha. Còn nữa, tốt nhất anh đứng lại đây 10 phút. Tôi không muốn những người khác bắt gặp chúng ta, mất công họ lại hiểu lầm nữa.